Gordon. Crossing the There he is. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa giờ Việt Nam, ngày 17 tháng Giêng năm 2014. Hoàng Long kính chào quý vị. Nhiều lời kêu gọi xuống đường nhân 40 năm Hải chiến Hoàng Sa. Hải chiến Hoàng Sa nóng trên diễn đàn Đại học Harvard. Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ hai người đàn ông vô gia cư bị nghi cưỡng hiếp tập thể. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Một nhóm có tên gọi Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản mới lên tiếng kêu gọi người Việt Nam tại nước này ngày 19 tháng Giêng xuống đường phản đối những hành động gây hấn ngày càng gia tăng của Bắc Kinh nhân 40 năm ngày xảy ra trận hải chiến Hoàng Sa. Thông báo của những người tổ chức cho biết cuộc xuống đường dự kiến kéo dài 2 giờ đồng hồ đã được giới hữu trách địa phương cho phép, và đại diện những người biểu tình có kế hoạch trao kháng nghị thư cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản nhưng không công bố nội dung kháng nghị này. Trong khi đó, ở trong nước, đội bóng NoYou được lập nên để phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông cũng đã kêu gọi người dân tham gia lễ tưởng niệm 40 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa tại tượng đài Lý Thái Tổ ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Gần tới ngày đánh dấu 4 thập kỷ Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, báo chí trong nước đồng loạt cho đăng các bài viết chi tiết về sự kiện này. Truyền thông trong nước trước đây hiếm khi đề cập tới trận chiến đẫm máu mà hơn 70 chiến sĩ thuộc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh. Chính phủ Việt Nam hiện cũng chưa công nhận những người đã ngã xuống trong trận chiến kéo dài từ ngày 17 tới ngày 19 tháng Giêng năm 1974 là liệt sĩ. Tiến sĩ Ngô Như Bình, giám đốc chương trình tiếng Việt tại Đại học Harvard, nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam nên thực hiện sớm điều này. Tôi nghĩ trước hay sau phải thừa nhận những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cái trận chiến đấu bảo vệ đảo Hoàng Sa vào những ngày tháng Giêng năm 1974 là liệt sĩ. Càng sớm thì càng tốt, bởi vì đây cũng là một trong những nhịp cầu hòa giải. Đối với những người đã hy sinh thì phải công nhận họ là liệt sĩ, và đối với những người đã tham chiến thì cũng phải có một cái chính sách như thế nào đấy đối với họ, và phải có cái chính sách đối với lại các cái bà quả phụ. Chính quyền Việt Nam hiện chưa có thông báo về các cuộc kỷ niệm chính thức trận hải chiến Hoàng Sa. Tuy nhiên, các hội đoàn trong nước cũng đã thực hiện việc này. Hôm 11 tháng Giêng tại Hà Nội, Trung tâm Minh Triết thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức tưởng niệm 40 năm sự kiện Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh chiếm. Báo chí trong nước dẫn lời ông Nguyễn Trung, nguyên trợ lý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nói rằng cuộc hải chiến là sự kiện đau buồn, nhưng cũng nhân dịp này cần có sự thức tỉnh rõ hơn về vấn đề hòa hợp dân tộc. Theo ông Nguyễn Trung, việc nhìn nhận những binh lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho Hoàng Sa, cũng là những người yêu nước đã ngã xuống cho Tổ quốc là vô cùng cần thiết. Sự kiện lịch sử hơn 40 năm trước hiện cũng chưa được đưa vào các sách sử. Tiến sĩ Bình cho rằng đây cũng là việc cần phải làm. Tôi nghĩ là phải đưa vào, nhưng mà còn đưa như thế nào và đưa ở cái tỷ lệ nào thì vấn đề này chúng ta phải cân nhắc. Bởi vì đây nó đụng chạm đến vấn đề quan hệ với Trung Quốc. Tôi rất hiểu những cái khó khăn mà chính phủ Việt Nam, những người lãnh đạo Việt Nam phải đương đầu là vấn đề quan hệ với Trung Quốc, quan hệ của một nước rất lớn, rất mạnh, lại nằm ở ngay sát mình. Thế bây giờ vấn đề là phải làm thế nào để mà cân bằng mọi cái mối quan hệ. Trong nước, người dân họ biểu thị cái lòng yêu nước của mình như vậy, thì mình phải như thế nào đối với lại những cái phong trào yêu nước ở trong nước. Rồi đối với lại quốc tế, quan hệ với Mỹ được cải thiện, thì mình phải cân bằng như thế nào cái quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc, và tôi có nói đến quan hệ với Nga nữa. Báo chí do nhà nước kiểm soát ở Việt Nam dồn dập đăng bài về trận hải chiến Hoàng Sa trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục có những tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ ở Biển Đông. Mới đây, Trung Quốc yêu cầu các tàu đánh cá nước ngoài phải xin phép trước khi đánh bắt hoặc thăm dò tại 2/3 diện tích trong vùng Biển Đông. Trong khi đó, thưa quý vị, cuộc chiến trên biển gây nhiều thương vong cho phía Việt Nam năm 1974 mới đây đã được đưa ra mổ xẻ dưới nhiều lăng kính khác nhau của các nhà nghiên cứu gốc Việt tại Đại học Harvard. Các nhà tổ chức cho VOA Việt ngữ biết rằng cuộc hội thảo diễn ra với mục đích góp phần tìm ra giải pháp cho cuộc tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, giáo sư bộ môn lịch sử của Đại học Maine, là một trong các diễn giả thuyết trình tại cuộc hội thảo với sự tham gia của nhiều thành phần, trong đó có khá nhiều sinh viên người Việt. Về tác động của cuộc chiến trên biển năm 1974 đối với các diễn biến những năm sau đó, ông Long cho rằng nó là điểm khởi đầu cho một loạt các rắc rối mà Trung Quốc gây ra sau này. Theo ông, việc Trung Quốc đánh chiếm toàn bộ Hoàng Sa là nhằm thâu tóm và kiểm soát Biển Đông. Trung Quốc lấy nốt cái Hoàng Sa, rồi để từ cái đó mới nói rằng là Trung Quốc có cái lãnh hải mấy trăm dặm hay gì đó, thì thành ra gây cái tranh chấp cho tất cả khu vực.
cái điều mà Trung Quốc muốn nói á, là gây sự, chiếm chỗ này, chiếm chỗ kia, để mà người ta đến phải điều đình với Trung Quốc. Và khi mà điều đình với Trung Quốc hay nói chuyện với Trung Quốc thì Trung Quốc nói tôi chỉ nói chuyện song phương thôi, chứ tôi không nói chuyện với đa phương. À, thì dùng cái sức mạnh của một nước lớn ăn hiếp các nước nhỏ. Liên quan tới khía cạnh pháp lý trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam nên đi theo cách làm của Philippines. Tiến sĩ Tạ Văn Tài, cựu giảng viên trường luật của Đại học Harvard, nhận định với VOA Việt ngữ rằng Hà Nội nên theo gót Philippines đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế để phân xử. Hai cái tòa án chính là tòa án trọng tài và tòa án luật biển. Thì tôi đọc kỹ cái quy chế của tòa án thì là thế này, là muốn giải thích cái điều khoản nào về luật biển, một bên có quyền đưa vấn đề ra, bên kia không ngăn cản được, bên kia có trình hồ sơ thì họ nghe, không trình họ cứ tuyên bố một bản án. Dĩ nhiên là nó không có hiệu lực cưỡng hành, là bảo ông Tàu ơi ông phải thi hành đi, nhưng mà ít ra nó cũng tạo ra được một cái thế về luật pháp, về chính nghĩa cho Việt Nam và Philippines. Đó là cái điều nên làm. Tiến sĩ Vũ Quang Việt, một chuyên gia từng làm việc cho Liên Hiệp Quốc và hiện nghiên cứu về cuộc tranh chấp Biển Đông, cũng có cùng quan điểm với ông Tài. Ông Việt cho rằng Việt Nam là nước nhỏ thì phải dựa vào luật pháp quốc tế để giải quyết, và rằng việc Philippines làm là đúng đắn và Việt Nam nên ủng hộ. Việt Nam có thể đưa ra Trung Quốc ra tòa bất cứ lúc nào. Nhưng như tôi nói là phải tìm hiểu để biết được cái điểm nào mà có thể đưa ra tòa được. Việt Nam muốn kiện nên phải tìm ra cái gì liên quan đến Việt Nam, chứ không thể lấy cái điểm của Phi được để mà kiện. Ông Paul Richler, luật sư đại diện của chính quyền Manila trước tòa trọng tài quốc tế, từng nói với VOA Việt ngữ rằng quyền lợi của Việt Nam hoàn toàn giống với hai điểm chính mà Philippines mang ra tòa. Trong chuyến thăm Hoa Kỳ năm ngoái, khi được hỏi về việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang nói rằng đó là thẩm quyền của Philippines và rằng Việt Nam tôn trọng Philippines. Trung Quốc từng tuyên bố rằng nước này không có ý định tham gia vụ kiện mà Bắc Kinh cho là nỗ lực của Philippines nhằm hợp thức hóa việc chiếm đóng các đảo của Trung Quốc ở Biển Đông. Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ hai người đàn ông vô gia cư bị nghi cưỡng hiếp tập thể, đánh đập và cướp bóc một du khách người Đan Mạch 51 tuổi ở New Delhi. Cảnh sát cho biết những người đàn ông này được tìm thấy ở gần hiện trường vụ án với một số vật sở hữu của người phụ nữ, trong đó gồm một hộp đựng kính và một máy iPod. Nữ nạn nhân đã trở về Đan Mạch nói với cảnh sát rằng những người đàn ông đã dụ dỗ bà đến một nơi biệt lập trong khu vực Paharganj nổi tiếng ở New Delhi hôm thứ Ba và chĩa dao tấn công bà sau khi bà hỏi đường họ. Một cuộc điều tra đang được tiến hành với nhiều đối tượng nghi can khác. Đây là vụ việc mới nhất làm dấy lên những chỉ trích mạnh mẽ về thành tích của Ấn Độ trong việc đối phó với bạo lực chống lại phụ nữ. Các giới chức cho biết có hơn 1.330 vụ cưỡng hiếp được báo cáo ở trong và xung quanh khu vực New Delhi kể từ tháng Giêng đến tháng 10 năm 2013, gần như gấp đôi so với 706 vụ được báo cáo trong cả năm 2012. Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ nói, cuộc tấn công chết người năm 2012 vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya là có thể ngăn ngừa được. Một báo cáo do Ủy ban này đưa ra hôm thứ Tư quy trách cho Bộ Ngoại giao và Cơ quan Tình báo đã không tăng cường an ninh đủ mạnh để đối phó với những đe dọa khủng bố trong khu vực. Báo cáo cho biết Bộ Ngoại giao đưa ra ít cải thiện đáng kể, bất chấp tình hình an ninh xấu đi rõ ràng và những yêu cầu bổ sung nhân lực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Marie Hoff nói với các phóng viên rằng họ không có thông tin tình báo về cuộc tấn công sắp xảy ra. Báo cáo của hai đảng cho thấy quân đội Mỹ đã không được bố trí để hỗ trợ cho những người bị tấn công ở Benghazi. Nhưng báo cáo chỉ ra rằng người đứng đầu của Bộ Chỉ huy Châu Phi đã đưa ra đề nghị cung cấp các đội an ninh quân sự mà Đại sứ Mỹ tại Libya, ông Christopher Stevens, đã từ chối nhiều tuần trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố. Ông Stevens và ba người Mỹ khác đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi. Giới chức Ai Cập cho biết, kết quả sơ khởi cho thấy cử tri ủng hộ với tỷ lệ áp đảo cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới. Chính quyền và truyền thông nhà nước cho biết, hơn 90% những người tham gia cuộc bỏ phiếu kéo dài 2 ngày đồng tình với bản hiến pháp được chính phủ do quân đội hậu thuẫn ủng hộ. Các nhà quan sát cho biết có rất ít nghi ngờ về việc bản hiến pháp sẽ được chấp thuận. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào cuối tuần. Những người giám sát cuộc bỏ phiếu báo cáo gần như không có vấn đề gì xảy ra hôm thứ Tư. Bạo động hôm thứ Ba giữa những người ủng hộ và phản đối tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi làm chết ít nhất 9 người. Nhóm huynh đệ Hồi giáo ủng hộ ông Morsi kêu gọi người Ai Cập tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý và gọi nó là bất hợp pháp. Nếu được chuẩn thuận, một cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội mới sẽ nối tiếp cuộc trưng cầu dân ý này. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Trong giới người Mỹ gốc Mexico ở Hoa Kỳ, thể loại nhạc mariachi đã giữ vững vị thế được ưa chuộng từ hơn một thế kỷ, nhất là ở các tiểu bang giáp ranh với Mexico như Texas.
nhưng nay đã có các nhóm nhạc mariachi ở khắp mọi nơi tại Hoa Kỳ và một số quốc gia Âu Á khác nữa. Theo tường trình của thông tin viên đài VOA, ta không cần phải là người Mexico để trở thành ca sĩ mariachi. Mời quý vị theo dõi. Thể loại nhạc mariachi lâu nay đã rất phổ biến trong khối dân Mỹ gốc Mexico ở thành phố San Antonio. Nhưng trong số những người trẻ tuổi tham gia cuộc trình diễn này, có em Anani Rames, 12 tuổi. Một cô bé người Mỹ gốc châu Phi đã say mê các ca khúc cô nghe được ở các nhà hàng Mexico hay trên các đài phát thanh địa phương. Tôi thích bản Las Margaritas nói về những đóa cúc nhỏ. Và tôi thích bản El Pastor nói về một người chăn cừu. Cô bé Anani có thể cảm nhận các chủ đề về nông thôn, về cuộc sống ở một trang trại và thỉnh thoảng hát cho những con ngựa của mình nghe. Ta có thể thực sự giao tiếp với chúng, ta có thể tạo ra mối quan hệ với chúng. Khi chúng nghe ta, tai chúng dường như vểnh lên và làm như chúng muốn nói. Cũng hay đấy. Mẹ của Anani, bà Chikela Tippins Rames cho biết, một số người thân và bạn bè người da đen thoạt đầu thấy bối rối khi nghe em hát. Phản ứng đầu tiên là tài năng kỳ diệu mà cháu có phải được vinh danh bằng nền văn hóa và âm nhạc của chính chúng ta. Và tôi đã trấn an họ rằng cháu cũng đang làm điều đó, nhưng đây là điều mà cháu say mê. Người phụ trách sản xuất buổi hòa nhạc Cynthia Munoz cho biết, Anani Rames chứng tỏ sức hấp dẫn đa dạng của thể loại nhạc mariachi. Em ấy cảm thấy sự liên kết rất chặt chẽ và tình yêu đối với thể loại nhạc này. Và nó gửi đi một tín hiệu rất mạnh mẽ cho toàn bộ cộng đồng rằng thể loại nhạc này thực sự mang tính quốc tế. Một thí dụ khác thể hiện tính đa dạng của nhạc mariachi là ca sĩ William Carlton Wayne Galvez, người tự mô tả mình là 1/3 gốc Mexico, 1/3 gốc Anh và 1/3 gốc châu Phi. Anh nói thể loại nhạc này phản ánh tất cả điều đó. Nó là một sự phối hợp của mọi thứ. Tôi tin đây là sự hội tụ tinh hoa của thế giới về mặt âm nhạc. Các ca sĩ là bề mặt và trung tâm của mọi buổi trình diễn nhạc mariachi, kể lại những câu chuyện về tình yêu và những cuộc phiêu lưu bằng tiếng Tây Ban Nha, đệm bằng đàn guitar, đàn vĩ cầm và kèn đem lại một chất liệu du dương phức tạp. Vĩ cầm thủ được đào tạo chơi nhạc cổ điển Martin Canto, chơi cùng nhóm Mariachi Aztlán. Tôi học nhạc cổ điển, rồi tôi chơi nhạc Mariachi, và sau đó tôi lại dự các buổi trình diễn chơi nhạc pop. Tiểu bang Texas đã giúp các nhạc sĩ muốn chơi nhạc Mariachi qua các chương trình ở các trường công lập và các trường đại học tiểu bang, cung cấp việc đào tạo và đem lại cơ hội trình diễn trong các buổi hòa nhạc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi truyền hình vệ tinh VOA trên IOR Asia Satellite, phát sóng lúc 12 giờ trưa giờ Việt Nam, được chiếu lại vào 8 giờ rưỡi tối cùng ngày và 4 giờ sáng hôm sau. Các chương trình radio và video của đài VOA trên voatiengviet.com có thể được xem dễ dàng bằng trình duyệt Opera qua kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ VOA bạn làm báo amoc@gmail.com. Hoàng Long xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.